dầm bay ngạt ngào như vẽ, nghe trung dung thức kẻ tham sân. Cõi mê đang ở thật gần, đường tu không biết bao lần xa xôi.
trường vạn đại hưng long. Sáu huyền nên cầu chôn từ trung điện tòa trang lễ thành
sông tâm hòa đại đức di thân cùng khang thái bảo kỳ bàn mạnh bình yên lời đàn thanh thông tài nguyên quảng tiến đáng thần hạ tình bất thắng như chiêm hay hướng thánh ân chi chí cảm sơ thiên vận giáp thiên lê liên lê đôn thiên nhị nguyệt hạ tuần phúc sinh nhật thần đệ tử hòa nam thượng sơ kim ngân tải mã dụng vàng khó lô hậu đồ thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ đấm đát biệt ta ăn chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát sông nhang khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích thập cung sang kỳ phục hoàn thân cận thánh chúa tiên trung vương sa đoan thanh xa ngồi cùng gióng lên truyền xa thanh ngông có là truyền xa quan quân thủy bộ đều là chư dinh vô bình đạo phạm nam thành đạo phạm nam thành vô bình đạo phạm nam thành nghề đầy đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa tiêu cửa tài thank you.
truyền ra thanh ông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư dinh ngộ bình bao phạm tam thành đánh đông dẹp bắc nghi tung hoành mọi nơi đông thời cửa tiêu cửa đài sống nhan khai quang thấp cơ diêu quang biên chiếu nạn duyên văn sớm dâng lên ngài về tổng đối chết biên dành cảnh khi cho nhị từ trạng sinh chữ phố chữ duy khắc đinh họ trường khi cho giúp mạnh đôi đường mình nằm bàn ra
xuất thế. Thác đỉnh sinh đi chân thi cồn vương dung y tướng mạo đường quê trương vĩ vọng đồng lương đại tài. Văn kinh luân nên khí độ Việt Nam chiều ban đêm bị công hoa thần nội san nên bình chính ngoại cầu đồng binh mưu quyết thì khổng minh thức chi phép hành sư bạch khí chỉ doanh thiên cương thái ất tùng hoành tứ kỳ bát chính ấy quát tinh trần đề đô lập triều đình cương kỷ hưng long thanh gia hồi bùng đời chân thị mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi bao phen sắp phá tri kỷ thanh gia hồi bùng hỏi đường tiên vương đệ nhất nê tức mạc hương nên là đất thanh gia hồi bùng tên gọi đại hoàng phong vương cô tên gọi đại hoàng thành ra người cùng trong dài cửa suốt mơ chiếc hoa của mẹ lập lờ biển đông thành ra người cùng tuyên mãi đâu bên xa quê chiếc hoa cổ cửa suốt nê trèo về hạ long thành ra người cùng hương một chiến long thành dâng điên khóa ngạt ngào đâu đến na cường thiêng lê mại chúa thiên cũng mời lê mại chúa thiên nơi giúp chúa ngự chân việt để tuyên quang đức chúa ngàn con vua đế thích giáng sinh vào dấu tích lê gia năm thân niên tháng hai mùng ba